Cưới chồng ở tuổi U50 khi bạn bè đều vợ con đề huề là cảm giác gì, cứ nhìn Trần Kiều Ân là sẽ rõ ngay thôi. Tình màn ảnh Minh Đạo vừa ru con gái ngủ vừa hát ngày mai anh sẽ lấy em. Được An Dĩ Hiên cho mượn ái nữ để làm hoa đồng. Trong dàn sao xứ đài đình đám một thời, có lẽ Trần Kiều Ân là lên xe hoa trễ nhất đó. Trong khi dàn tình cũ hay hội chị em thân thiết đều lần lượt tìm được bến đỗ bình yên, thậm chí là lên chức phụ huynh bỉm sữa, thì Trần Kiều Ân phải đến khi 45 tuổi, diện hơn 200 bộ váy cưới trên màn ảnh mới có được bộ váy dành riêng cho mình. Cũng vì cưới chồng trễ mà hôn lễ của Trần Kiều Ân có những tình huống rất đặc biệt đó. Kinh nghiệm dày dặn. Khi nhắc đến Trần Kiều Ân của ngày xưa, người ta thường nhớ đến những biệt danh như phù dâu ngàn năm hay sao nữ dành cả thanh xuân để đi ăn cưới đó. Điểm xương xương thì cô từng hỗ trợ đám cưới cho rất nhiều cô bạn thân như Trần Nghiên Hy, An Dĩ Hiên. Dày dặn kinh nghiệm là thế, bảo sao đám cưới của Trần Kiều Ân cũng được người ta đánh giá là chỉnh chu và hoàn mỹ nhất. Theo người ta thống kê thì Trần Kiều Ân đã tiêu tốn đến 10,5 tỷ đồng để sắm sửa hoa tươi trang trí cho hôn lễ đó. Đã thế, hộp quà cưới của Trần Kiều Ân còn rất hoành tráng, ngoài bánh và đồ trang trí còn chuẩn bị cả những món quà đắt đỏ vô cùng, kem dưỡng được bào chế theo da của từng khách mời. Theo người ta thống kê, chi phí cho mỗi hộp quà có giá lên đến hơn 40 triệu đồng lận. Chừng ấy thôi cũng đủ để biết Trần Kiều Ân chu đáo đến nhường nào, tổ chức ngày vui cho mình nhưng vẫn quan tâm đến mỗi khách mời. Minh Đạo vừa ăn cưới vừa chăm con gái. Vốn là cậu bạn thân của Trần Kiều Ân, Minh Đạo là một trong những khách mời nhiệt tình nhất trong tiệc cưới lần này. Bởi ngoài việc làm phù rể cho Tăng Vĩ Xương, anh còn bế cả hai nhóc tì đi ăn cưới cùng. Dù Minh Đạo chưa làm đám cưới, nhưng nếu tìm hiểu về anh thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra anh đã có vợ con rồi. Cậu nhóc đầu chính là hoa đồng đảm nhận vai trò giữ nhẫn cưới cho cô dâu chú rể nhà Trần Kiều Ân đó. Dù chẳng có chút kinh nghiệm nào, nhưng cậu bé này đã ra dáng con nhà nòi, đứng trước đám đông vẫn rất tự tin và giản dị. Ngoài cậu con trai thì công chúa nhỏ của Minh Đạo cũng thu hút nhiều sự chú ý chẳng kém. Bởi suốt bữa tiệc cưới, cô bé luôn nằm trên tay bố, ngoan ngoãn tham gia bữa tiệc lớn. Hình ảnh Minh Đạo kiên nhẫn cho con gái uống sữa hay vừa ru con ngủ vừa hát ngày mai anh sẽ lấy em trên sân khấu khiến mọi người phải cười bò vì quá đáng yêu đó. Con gái An Dĩ Hiên làm hoa đồng. Trong đám cưới của Trần Kiều Ân có một khách mời rất đặc biệt là An Dĩ Hiên đó. Ban đầu, nhiều người cứ đinh ninh là tình bạn của cặp chị em tốt này đã toang sau khi chồng mỹ nhân Trạm Kế Tiếp hạnh phúc nhận voucher ăn cơm nhà nước cơ. Thế nhưng, những hình ảnh hiếm hoi của An Dĩ Hiên trong đám cưới Trần Kiều Ân đã khiến nhiều người phải quay xe, bày tỏ sự mến mộ cho tình bạn đẹp của đôi cạ cứng này. Không chỉ tham dự đám cưới của Trần Kiều Ân thôi đâu, An Dĩ Hiên còn dắt con gái 4 tuổi theo cùng để đảm nhận vai trò hoa đồng đó. Dù hình ảnh của cô bé rất hạn chế, nhưng ai nấy đều có thể dễ dàng nhận ra con gái được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp của An Dĩ Hiên, tính cách rất giản dị và vui vẻ. Có vẻ như người đẹp độc cô thiên hạ đã bảo bọc con gái rất kỹ, chẳng để những chuyện ồn ào của bố gây ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành. Nhờ thế mà Trần Kiều Ân mới có được hai hoa đồng đáng yêu và giản dị đến thế, góp phần tạo nên một bữa tiệc cưới hoàn mỹ như mơ đó.